Công an phường Sapa, thị xã Sapa vừa bắt giữ trong đêm nhóm quái xế điều khiển xe mô tô không có biển số, không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, đua xe, gây mất an ninh trở tự và an toàn giao thông. Sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 28 tháng 5, công an phường Sapa đã chốt chặn bắt được 4 đối tượng đi trên 3 xe mô tô. Nhóm đối tượng gồm Trảo Láo Tả, Trảo Láo Cáo, Trảo Láo Lở, Phùng Láo, từ 18 đến 23 tuổi, cùng chú tại xã Mường Bo, thị xã Sapa. Kiểm tra hành chính, các đối tượng đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân, bằng lái xe mô tô và giấy tờ chứng minh nguồn gốc ba chiếc xe máy trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm về các lỗi mất an toàn giao thông, tạm giữ ba xe máy để xử lý. Yêu cầu các đối tượng viết cam kết không được tiếp tục có các hành vi gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.